đá thành có thể khử được các tia ác xạ, có thể khử được các tia sóng nguyên tử phát ra từ máy tính, tivi, điện thoại, từ các thiết bị điện tử. Đây là tính áp điện. Trước mắt các bạn là một trụ đá thanh K76 nặng 51 kg, một viên đá thanh hồng trắng khá là tinh khiết. Trụ này thích hợp cho những gia chủ để ngay phòng khách hay ở quầy thu ngân để nâng cao sinh khí, tạo điểm nhấn, thú tài lộc cho vượng khí, cho ngôi nhà, cho cơ sở kinh doanh. Trụ này để cho gia chủ chôn ở dưới nền nhà thì hơi phí, nên có một thế khá đẹp dành cho gia chủ am hiểu về đá, cho các thầy phong thủy trấn trạch rất là tốt. Anh em ở Sở Tây Nguyên là địa chỉ tin cậy của các chuyên gia phong thủy có tầm, của các chủ am hiểu về đá phong thủy. Nếu các bạn cần đá để trấn trạch, hãy đến nhà Sở Tây Nguyên lựa cho mình một cục đá, hoặc các bạn alo cho anh em ở sàn. Anh em Tây Nguyên xin chào và chúc các bạn một ngày mới đầy năng lượng, vui vẻ,